những điều thú vị về bọ ngựa mà mình mới vừa biết. Chuyện là hôm nay vô tình nhìn thấy được con này nè các bạn, một con bọ ngựa có màu nâu, nhìn nó cũng khá là thú vị nên là mình quyết định quay clip lại cho mọi người xem. Và sẵn thì giúp nó có một bữa ăn no nê luôn. Hiện thì mình đang cho nó ăn con sâu nhỏ á, nhìn nó ăn cũng ngon lành quá chừng á ha. Nhờ con này mà mình có đi tìm hiểu thêm về bọ ngựa một tí thì mới biết bọ ngựa có nhiều cái thú vị thiệt. Đối với màu sắc thì bọ ngựa có rất nhiều màu khác nhau như trắng, hồng, tím, vàng, nâu, xanh, nói chung là rất nhiều màu luôn á. Cùng với đó thì bọ ngựa là một loài có khả năng ngụy trang đỉnh của đỉnh trong giới côn trùng nữa. Từ những bông hoa biết săn mồi, những chiếc lá xanh biết đi, những chiếc lá khô nguy hiểm, và với khả năng ngụy trang tài tình như thế thì bất cứ con mồi nào bị chúng tấn công thường rất khó trở tay kịp và rồi sẽ trở thành bữa ăn mà thôi. Bọ ngựa là một loại ăn thịt, thức ăn chính là côn trùng, nhưng đôi khi ta cũng có thể bắt gặp được chúng ăn cả những động vật nhỏ như là chim, thằn lằn, tắc kè, chuột, rắn, dăn dăn và còn nhiều điều thú vị lắm. Nhưng thời gian có hạn, clip này đến đây thôi nha.